Xin chào các bạn, mình là Jimmy đây và hôm nay Jimmy sẽ hướng dẫn các bạn cách thay dây của Bonecati. Chiếc đồng hồ này cũng rất là dễ thay, nó sẽ có một cái cốt và một con ốc để siết cốt lại. Thì để mở thì chúng ta chỉ cần dùng vít dẹp thôi. Anh em có thể vặn bất cứ bên nào, trái hoặc phải đều có một cái rãnh nha. Mình vặn một xong mình sẽ lấy được ốc ra và mình sẽ làm thử cho anh em xem. Đó, vặn. Rồi. Vậy chúng ta sẽ lấy được một cái ốc ra, trong này nó có ren nha, cho nên nó sẽ khóa lại và rất là chắc chắn. Sau đó anh em sẽ dùng một cái cây gì đó chúng ta đẩy từ phía bên kia ra. Ngay chỗ anh em lấy ốc á, mình đẩy ra để mình lấy được cái cốt ra luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy được cái sợi dây ra rất là dễ dàng. Rồi mình ấn cốt vô rồi sau đó chúng ta bỏ ốc vào và siết lại. Như vậy là mình đã hoàn thành được việc thay một dây. Rất là dễ đúng không? Không có gì khó, nhưng mà tại vì chưa thay cho nên là anh em không hình dung được cấu trúc của nó, cho nên mình không dám vặn thôi. Tương tự như vậy chúng ta làm giống với cái dây lúc đầu thì anh em sẽ thay được hai dây. Rất dễ dàng, nhanh chóng. Và khi vặn thì anh em cẩn thận chút xíu. Rồi lên tay mình đây một chiếc Bonecati 9950 màu cam, dây màu cam rất đẹp.